xì ra cái gì ra cái này? Quánh tu xì ra cái gì ra cái này? Quánh tu xì ra cái gì ra cái này? Sao mà dễ thương quá vậy? Định mệnh sắp đặt. My, qua chơi với tụi tôi không? Thôi, hôm nay tôi không chơi được rồi. Giờ tôi bận rồi. Đi đâu vậy? Cho tôi đi chơi không với? Tôi qua nhà anh tôi xem bộ sưu tập xe phản lực mới của anh ấy á. Xe phản lực hả? Tôi cũng thích xe phản lực lắm. Cho tôi đi chung với được không? Nhưng mà anh tôi khó chịu lắm. Muốn chơi chung với ảnh á là phải có xe phản lực xịn, đẹp, lạ nữa. Dĩ nhiên là tôi có rồi. Bạn đợi tôi nha. Vậy ngày mai hẹn bạn ở chỗ này nha. Bây giờ tôi đi trước. Bye bye. Thôi chết rồi. Kiếm ở đâu ra xe phản lực độc lạ bây giờ? Biết ngay mà. Ôi, chỉ vì không có một con ngựa quý hiếm mà chàng trai phải bật khóc vì không được yêu người mà mình thích. Trời ơi anh, ở đây cũng có một chàng trai đang rất là đau khổ tại vì không có xe phản lực đó. Hôm qua nổ cho cố vô rồi giờ ngồi đây mít ướt, chắc chắn My sẽ không thích. Tôi đồng ý, nhưng mà bây giờ phải làm sao để có được một cái xe phản lực độc lạ đây? Hay là mình vẽ bằng bút vẽ 3D, sau đó gắn động cơ siêu mạnh vô. Không được, không được, không được đâu. Tại sao lại không được? Bút vẽ 3D chúng ta đã xài nhiều lần rồi, chắc chắn My sẽ không thích. My sẽ nói chúng ta không có sáng tạo. Không có sáng tạo? Tôi có ý này. Hay là mình lấy vỏ chai nhựa làm vỏ xe đi, sau đó gắn động cơ vô, xong rồi mình trang trí lại chiếc xe cho thiệt ngầu là được rồi. Nhìn có lý đó. Không được, không được. Vỏ chai nhựa làm sẽ không đẹp bằng bút 3D đâu. Hả? Bút 3D thì không sáng tạo, vỏ chai nhựa thì sẽ không đẹp. Tiêu rồi. Cần gì tìm kiếm xa xôi, gần ngay trước mắt ở đây sờ sờ. Lego. Chúng ta sẽ lắp ráp xe phản lực bằng Lego. Chính xác. Lego vừa có mẫu mã đẹp, lại dễ kết hợp. Chúng ta chỉ cần kết hợp một chút xíu là được. Super! Ta-da! Đây, cấu tạo của một chiếc xe phản lực gồm có bánh xe và Phần thân. Rồi, bây giờ mấy đứa tự làm đi. Anh đi đây. Tụi em xong rồi nè anh Cá. Ủa anh Cá, làm sao thì cái xe mới chạy được vậy? Ha ha, dễ ẹt. Thứ này rất là đơn giản. Chỉ cần chúng ta bỏ bong bóng vào xe và bơm lên thôi, sau đó để xe chạy. Để em làm thử nha anh. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Wow. Super, 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 anh gái super, bộ ba super, yeah.